Việc Trung Quốc gần đây ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã gây ra sự bức xúc đối với dư luận quốc tế. Tại New York, nhà hoạt động xã hội người Mỹ bà Mearn Ratner đã lên án hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Bà Ratner cũng là điều phối viên ở phong trào vận động trách nhiệm và cứu trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Cuộc phỏng vấn bà do nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại New York thực hiện. Thưa bà, Trung Quốc đang gây ra những căng thẳng trên Biển Đông, đặc biệt là hành động gần đây của Trung Quốc khi nước này đã đặt giàn khoan dầu trái phép vào vùng biển thuộc thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Là một nhà hoạt động xã hội tại Mỹ thì quan điểm của bà như thế nào về hành động này của Trung Quốc? Trung Quốc đã hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, cũng như Trung Quốc đã trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Đây là hành động nguy hiểm, đe dọa đến sự ổn định của Việt Nam cũng như toàn khu vực. Quan điểm của nước Mỹ cũng như những người Mỹ chúng tôi là cực lực lên án và phản đối mạnh mẽ hành động ngang ngược của Trung Quốc, đồng thời hoàn toàn ủng hộ Việt Nam trong quá trình bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Vậy ngoài những nỗ lực của Việt Nam chúng tôi nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trên Biển Đông, thì theo bà, cộng đồng quốc tế sẽ đóng một vai trò như thế nào trong việc giải quyết căng thẳng hiện nay? Việt Nam hãy cứ làm những gì các bạn đang làm, đó là quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình đến cùng. Sau mặt khác, Việt Nam cũng cần phát đi thông điệp rõ ràng là các bạn không hề mong muốn chiến tranh, mà muốn giải quyết bằng các biện pháp hòa bình để đem lại sự ổn định cho khu vực. Ngoài ra, tôi nghĩ sự tham gia của cộng đồng quốc tế lúc này là vô cùng cần thiết. Sự tham gia của các tổ chức, các chính phủ, thậm chí là các cá nhân sẽ góp phần tạo tiếng nói hiệu quả, cô lập Trung Quốc. Nói tóm lại, mềm mỏng song cũng quyết tâm đến cùng để bảo vệ chủ quyền là cách các bạn nên làm, và tôi nghĩ các bạn đang làm rất tốt việc này. Các bạn cứ tin tưởng rằng chính nghĩa thì luôn chiến thắng. Trung Quốc không có quyền trong vùng biển của các bạn, và đặc biệt hành động của Trung Quốc gây hấn, tấn công các tàu Việt Nam, đặc biệt các tàu cá của Việt Nam như vừa qua là đáng lên án, vi phạm nhân quyền. Họ phải nhanh chóng rút giàn khoan, cũng như các tàu hộ tống của mình về nước. Trung Quốc vẫn tuyên bố là một nước xã hội chủ nghĩa, tôn trọng con người, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng hành động ngang nhiên của Trung Quốc như vừa qua tại Biển Đông thì hoàn toàn đi ngược lại với tất cả những gì mà họ đã và đang rao giảng. Trung Quốc cần phải dừng ngay hành động sai trái vi phạm luật pháp quốc tế của họ. Tôi biết người Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi, những người Mỹ, cũng mong muốn hòa bình. Nhưng nếu cần thiết, tôi nghĩ nước Mỹ có lẽ cũng sẽ có thêm các hành động mạnh mẽ để phản ứng với những vi phạm hiện nay của Trung Quốc. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn.